Chào mọi người nha. Đây là bữa nay là 23 nha các bạn nha. 23 tháng 12 âm lịch. Đây mình đang ở cái khu vực này gọi là cái Phú Sơn của ta. Như Phú Sơn, cái chỗ mà cái khu vực cái con đường hoa giấy mình hay nói các bạn. Nhiều bạn hỏi mình ở đây là ở đâu, cho địa chỉ. Mình biết nó là ở Phú Sơn thôi. Ở Phú Sơn Bến Tre nha. Mình đi bây giờ mình quay từ ngay cái cầu, mình cũng biết cái cầu gì nữa. Đây mình quay là cái dòng cầu Đông Kinh. Cái cầu này cầu sắt nha các bạn nha. Chút xíu nữa mình chạy dài ra tới ngoài tới ngay đầu đường vô ngay xã Phú Sơn này luôn nha. Các bạn nào cũng muốn mua giấy thì các bạn ra xã Phú Sơn Bến Tre thì các bạn vô khu vực này thì các bạn sẽ thấy thôi. Nó nhiều lắm. Nhiều bạn hỏi mình ở đây là đâu thì chắc là mình không biết thiệt. Nó vẫn lặp lại một câu là mình không có biết, mình chỉ biết đường đi thôi chứ kêu thì không biết kêu bằng cái gì hết trơn á. Bữa nay mình đi vô quay vòng vòng chỉ đi trên đường thôi các bạn, cũng đi đường thôi nha. Để năm nay thì cái lượng ta trồng nó cũng không có nhiều như mọi năm nữa. Là năm ngoái do cái nước mặn nhiều á cho nên lượng hoa nó cũng giảm đáng kể, cho nên năm ngoái bán không có được đạt á. Được, nói chung là năm ngoái là dân bán lỗ nhiều cho nên không có trồng bông nhiều như mọi năm, nó hơi ít nè. Đây là khúc đầu tiên của đoạn đường vô trạm Phú Sơn bán bông giấy nha các bạn. Mình quay cái đoạn đường mà nó nhiều nhất cho tới cuối của đoạn đường trồng bông giấy luôn. Các bạn coi hai bên đường giấy nè, rất là nhiều, với lại xe thương lái mà bây giờ người ta lên ta lấy hoa về để bán Tết đó các bạn. Để tập trung này cũng khá nhiều nha. Hồi xưa thì hay tập trung ở ngoài cái bãi. Còn giờ đường nó thoải mái hơn các bạn, nó xe vô trong cái bãi lên trong mấy cái khu vực trồng mà người ta lấy luôn các bạn, chứ không còn nằm ngoài bãi nữa. Mấy năm trước mình để là cứ tập kết ra bãi chở nhiều hơn, còn bây giờ là ta vô tại vườn người ta chở luôn, cho nên ở trong đây nó nhộn nhịp hơn ngoài bãi. Đây chỉ là khúc ngoài thôi các bạn, nó chưa có nhiều mà khúc trong nha các bạn nha, đoạn trong nó nhiều hơn. Nhưng mà đoạn đường này chuyên trồng bông giấy nhiều này thì cũng nó không có dài đâu các bạn, chắc khoảng chừng hơn cây số à. Là ta trồng chuyên về bông giấy không nhiều lắm. Còn cái bãi thọ với cúc này là ngày Tết ta mới trồng thôi các bạn. Mà năm nay mấy năm nay trồng lại giờ số lượng giảm lắm à. Mấy năm trước mình đi ta trồng nhiều lắm, trồng ghê lắm. Đây ngã ba gì cũng các bạn, mình rẽ bên trái các bạn. Cái bên trái bên phải gì cũng nhiều, nhưng mà bên trái thì bông giấy nó nhiều hơn là bên phải. Bên phải nó không nhiều bằng bên trái này nha. Giờ mình kêu bằng cái đường gì không biết đâu, dưới phân biệt bên phải bên trái từ phía ngoài mình vô thôi. Lát mình vòng là tới ngay cái chợ Phú Sơn ngoài luôn, ngoài cái cổng á, cho các bạn coi từ ngoài cổng đi vô, từ đường chính ở ngoài ngoài cái cầu Cảm Ơn đi vô á. Các bạn thấy năm nay nó không có nhiều, với lại người ta chở đi cũng hết một phần rồi các bạn, lái vô chợ cũng nhiều rồi. Bữa nay 23, thường thường con giấy là 18 tới 19 mình á là người ta đã lên xe người ta đi rồi, chở đi chợ bán rồi. Nhà năm nay tình hình dịch bệnh thì nó phức tạp quá, cho nên cái lượng người mua cũng không nhiều, mà người trồng nó cũng không có nhiều như mọi năm các bạn. Chợ ở ngoài này bây giờ mình thấy nhiều nhất chỉ còn là có mai với bông hoa giấy này là tương đối nhiều nè. Còn bông thọ, bông mấy cái bông chậu á, bông cúc đồ thì số lượng rất là ít, không có nhiều như mọi năm nha. Nó lác đác lắm. Giấy như mình thấy nó cũng không nhiều bằng mọi năm nữa. Tại vì năm nào mình đi ngoài này hết á, nay cả trong năm thấy năm nay là ít nhất. Đây, các bạn coi hai bên đường nha, nhà trồng nha, người trồng hoa giấy nha. Hoa giấy ngoài này nhiều lắm các bạn, nhiều kinh khủng luôn á. Này là đi cũng đi chợ cũng khá nhiều rồi các bạn. Cái phần này còn lại thì có khi lái chưa lấy, có khi cũng người chưa bán được, chưa bán hết. Mà những cây đẹp thì đã số bán hết rồi, chỉ còn khoảng cây nhỏ nó không được đẹp á thì nó còn lại thôi. Còn những gốc đại bang này thì ít người mua lắm các bạn. Gốc lớn á, ta mua là ta mua những cây nhỏ như nè. Các bạn thấy tập kết hai bên lề đường không? Xe thì tùm lum hết á, các tỉnh thành đồ cũng kéo về đây chở ngoài giấy thì hình như là khắp cả nước luôn đó nha. Bạc ngàn luôn. Thấy thì nó nhiều vậy các bạn, nhưng mà nó không có nhiều bằng mà mỗi năm. Mỗi năm nó nhiều lắm, lượng mỗi năm nó gấp 3 cái 4 lần vậy á. Năm nay nhìn không nhiều tại vì
ở ngoài mặt đường này là tập trung nhiều thôi nha các bạn nha. Còn ở trong cái mấy trong cái đường nhỏ nhánh nhánh á, các bạn ra đây mà thấy vô mấy cái đường nhỏ nhánh nhánh vậy, dưới trong đó trồng cũng nhiều lắm nha các bạn, chứ không ít nha. Những người ta không có đất mặt tiền á thì ta trồng ở trong. Bây giờ kéo tập kết nè, không có đất mặt tiền ta trồng trong, xong ngày Tết ta mới đem ra ngoài đường này ta bán, hoặc là có những người lái mà biết điểm á, ta vô nhà trong vườn sâu ở trong ta mua luôn, chứ không có đường ngoài mặt đường. Mặt đường thường bán giá nó cao hơn là cái mình vô trong mấy cái hẻm nhỏ nha. Con giấy giờ đi cũng gần hết là nhiều. Cái trong cái đám này năm ngoái mình quay nó nhiều lắm các bạn, mà năm nay nó không có nhiều. Năm nay nó còn rất là ít. Thứ nhất ít, thứ hai là mình thấy có mấy chỗ mà trồng chuyên năm ngoái nên ta chuyển qua thấy cây trồng rồi. Những cốc giấy này đẹp ghê hồn. Năm ngoái cái đoạn này là cái khúc đầu tiên mình quay cái clip đầu tiên á, khúc đầu đoạn đầu là ngay cái đoạn này nè các bạn, ngay chỗ này nè, ngay cái cầu Bào Vàng, cầu Kinh Bào Bảo Vàng đó, cái đoạn này là nhiều lắm, mà năm nay thì cái lượng nó ít hơn các bạn. Tới đây thì con giấy nó cũng không còn nhiều rồi các bạn, thấy không? Hai bên đường đó, lên kinh này qua cái cầu Bảo Vàng này thì bên đây lượng con giấy nó không nhiều như cái chỗ mình mới vừa đi qua nha các bạn. Cái chỗ mình đi qua là chỗ đó là bông giấy nhiều nhất, nó tập trung hình như là nhiều nhất luôn ở chỗ cái Phú Sơn này nha các bạn. Còn đoạn trước này thì nó lưa thưa nhiều hơn. Đoạn trước này ta trồng cây trồng là nhiều, chủ yếu là cây trồng là cây ăn trái các bạn. Hôm nay lưa thưa nhiều các bạn, các bạn thấy mỗi năm mình đi qua đây là hai bên lề đường này không những là bông giấy nha, không phải là bông giấy không, mà là còn có dạng thọ nè, màu gà nè, rồi cúc nè, rồi nói chung là các loại bông nhỏ hoa dừa đồ cũng nhiều lắm các bạn. Mà năm nay thì không nhiều như mỗi năm, bên đây mỗi năm nó cũng có mai nhiều nữa, mình năm nay cũng không thấy luôn, mai giờ tập trung bên Vĩnh Thành hết rồi. Quanh thọ này các bạn, thọ này thì nở trái hết hết rồi, vẫn còn có mấy chỗ vẫn để cái bảng bán bông bạn thọ. Các bạn thấy không, công trình giờ đang cây công trình nó nhiều hơn là hoa kiển. Ở như mỗi năm mình đi ngay cái chỗ này nè các bạn, đó ngay cái đám nhà bên đây nè, đây các bạn thấy bên phải nè, năm ngoái người ta trồng thọ với trồng bông giấy rất nhiều lắm, năm nay cũng không có, người trồng cây ăn trồng cây trái ăn công trình hết đó, cây trái ăn trái á, số lượng nó ít lắm. Lại năm nay thì mình hỏi thì đa số là ngoài này những nhà vườn ta bán hầu như là 90% là bán hết rồi các bạn, lái ta lấy hết rồi. Đây còn để chỗ bán bông bàn thọ nè, cái này là chưa bán được nè đó, người ta trùm cái bọc sẵn luôn vậy đó, bọc sẵn rồi mua thì mình chắc lên xe mình đi luôn, tại bữa nay 23 rồi cho nên nó cũng chủ yếu là chợ giờ tập trung là nhiều rồi các bạn, cho nên không thể này mà để chờ lâu được nữa. Hai bên đường này cũng có thôi, nhưng mà không nhiều đó các bạn, như sống đời nè, màu gà nè, nhiều lắm, mâm xôi, ớt. Rồi ra khúc ngoài này thì chuyển về cái cây công trình nhiều hơn ha. Hai bên này có hai đám bông gà thì thọ thôi, nhưng mà nó không có lớn các bạn, nó khá nhỏ nhỏ chứ không có lớn, trồng kiểu thưa thớt lắm. Không như mùa năm là mình đã tới đây là hai bên lề đường này luôn là ngạt bét bông ở trên, còn mấy năm nay càng năm mỗi năm càng ít. Ở đây bạn thọ nữa, mấy bạn thọ này là chắc chưa bán được. Và thấy xe mấy cái mỗi năm mình vô đây hay là xe lôi xe đồ chạy dữ lắm, chạy chở hoa ra đám tập kết rất nhiều lắm. Còn năm nay mình vô mình thấy nó thưa thớt lác đác lắm các bạn, giờ thấy các bạn nhìn chữ là cây công trình nhiều hơn. Đó, hai bên nè, các bạn thấy sầu riêng với xài đồ mít đồ á. Đấy, chỗ này đã trồng tương xong rồi ta ghép á các bạn, ghép xong rồi mới
đổ về mấy cái dừa bán nhiều lắm. Để mình dài, mình lai dài, mình chạy ra tới ngoài cổng Phú Sơn này. Khúc này thì không còn nhiều, mình chạy xe nó hơi nhanh chút nha các bạn, chạy ra ngoài coi nó. Tại mình quay cho các bạn coi để thực tế luôn, để cho các bạn biết cái đường đi mà để mai mốt hỏi mình nó nằm ở đâu nha. Này mình để tái ra ngay cái cổng chào, mình để cái cổng chào cả Phú Sơn đó các bạn. Lát ra mình tới cái cổng chào mình quay luôn, chứ tới khúc chợ mình rẽ vô á. Quay cho các bạn cái đường từ ngoài cầu Cảm Ơn lớn mình đi vô trong đây nha. Từ cầu Cảm Ơn mình ra tới ngoài ra mình cái clip này mình quay tới cầu Cảm Ơn là mình dừng ha, cho các bạn coi nó cái đường vô trong cái xã Phú Sơn, cái chỗ mà hoa giấy nhiều á nha. Khúc đoạn này ngoài này ít lắm các bạn, chỉ có cái đoạn trong cái cầu cầu kinh nãy mình nói là kinh Bảo gì đó. Bạn thấy ngoài này nó thưa thớt lắm, không có nhiều như trong kia đâu. Có một đoạn trong kia là nhiều vậy thôi. Đây, đây con đám nhà họ nè. Đây ngay trường mẫu giáo ở Phú Sơn. Trường mẫu giáo có một đám cúc, cái này là chắc là chuẩn bị cho ra điểm tập kết cho lái vô lấy rồi các bạn. Đây cũng có hoa giấy nữa mà không nhiều, nói chung là không có, trong cái chỗ nào nhiều bằng cái trong cái chỗ nãy mình quay trước đầu tiên á. Cái đoạn đầu tiên là khu đó là nó nhiều nhất, cũng là Phú Sơn nhưng mà đoạn đó là bông giấy vô cùng nhiều. Còn ở ngoài này thì lác đác thôi nè, cũng có đây đám nữa này các bạn. Đám này thì chắc cũng chắc đi bán hết mớ rồi, cho nên còn cũng lác đác không nhiều, không biết có ai mua chưa thì mình không biết. Mà theo mình biết thì năm nay ngoài này bông giấy hút ghê lắm, ta lấy hầu như là không đủ bán. Theo thông tin thì mình nghe vậy thôi nghe, chứ năm nay mình không có bán nên cũng không có hỏi. Năm nay mình chỉ đi quay clip chỉ đi chơi vậy thôi chứ cũng chả có chả có buôn bán gì năm nay hết. Năm nay tình hình dịch bệnh về là không có bán được, ớn lắm. Mỗi năm vô đây là xe cộ đồ tập trung đồ lấy nhiều lắm, mà năm nay vô mình thấy nó lưa thưa lớn thớt. Thường 23 từ 22 từ 18 cho tới 24 á là nó nhộn nhịp dữ lắm các bạn, là lấy thường lái là lấy bọc lấy ngoài nhiều lắm, mà năm nay thì mình thấy nó bắn nó không có nhiều như mọi năm. Rồi là anh đi ngang cái đường này là nó nhộn nhịp tấp nập luôn á, còn giờ thấy sao nó im lìm lắm. Dân bán thuốc rầy đồ với cây trồng không các bạn, bông qua không nhiều. Đây có đường đám thọ đây với đám cúc. Cúc này cúc gọi là cúc Đài Loan á các bạn, thọ nữa nè. Mấy thọ này phần lớn nở, coi như là nở nó tè le hết trơn rồi. Thường thì thọ mà người ta vận chuyển lên chợ nó trễ hơn mấy cái loại bông khác các bạn. Thường thường thọ vận chuyển lên chợ là khoảng 24, từ 24 mình trở lên, bắt đầu từ ngày mai á người ta mới vận chuyển lên nhiều, lai rai tới ngày 28 Tết luôn. Cho nên có khi bây giờ còn nằm đó mình cũng không biết là có bán chưa hay còn nữa. Đây đám bông giấy nữa nè. Bông giấy này chắc chưa có bán được. Dài để ra ngoài bông qua nó không có nhiều các bạn, xưa nhiều bây giờ không có bao nhiêu hết, rất là ít. Đi cái dạng như bông qua giờ thấy như là những người ta trồng thêm không à, trồng cây công trình là chính, mấy cây này là ta trồng thêm cho nên nó không có nhiều giống như lúc trước mỗi năm. Ít thôi, không có nhiều. Đây có đám cúc Đài Loan.
từ ở ngoài cầu Cái Mơn lớn mà vô đây nó cũng hơi xa nha các bạn. Đây cúc ở trong cái hẻm cái đường đó vậy, những cái đường bên hông bên phải đó các bạn, đường đó các bạn vô trong đó chúng ta bán nhiều, người ta trồng nhiều lắm, đi thẳng vô trong nhiều lắm. Ở đây là mấy cái đường nhỏ nhỏ, các bạn có đi vô trong đây vô mấy đường nhỏ nhỏ chúng ta trồng nhiều lắm nha, chứ không có ít đâu nha, chỉ là nhiều hơn bên ngoài mặt đường này nữa. Mặt đường này là chủ là người ta để ngoài này là cho lái đi tới người ta mua thôi, nhiều người ta không có biết ở trong mấy cái ngóc ngách nhỏ. Mình chỉ đi mua đồ hay chui vô mấy cái kẹt nhỏ mua lắm, ít khi nào mua ngoài mặt đường lớn hay lắm. Tại mặt đường này thường thường giá lúc nào nó cũng cao hơn cái mặt mình vô trong, nó thẳng là vô trong ruộng á. Ở đây cúc, đây cúc mặt cọp, ối lộn, thọ thọ mặt cọp chứ không cúc mặt cọp. Cúc á làm nhiều này ít. Cầu này là cầu gì đó, cầu Vàm Mơn. Thiệt ra đây gần chục năm mà bữa nay mới để tên cái cầu nó là cầu Vàm Mơn nha. Đó. Cũng cầu sắt các bạn, ra đây cầu sắt này không nha. Lên trên cái cầu, ở giữa cầu có cái xây cho bự ra chút xíu, làm bự ra chút xíu làm đường tránh, dựng hai xe tránh nhau, tránh cái tình trạng mà trâu trắng trâu đen á. Dưới trên cầu là mộng gà với thọ nè, bên trái à. Đó. Ít thôi chứ không có nhiều các bạn. Không nhà nào anh cũng thấy có cây trồng không, chủ yếu chủ chốt của người ta là người ta trồng cây trồng. Cây mà để về trồng cây ăn trái á, cây ăn trái còn mấy bông hoa bây giờ như là ta trồng không có nhiều như xưa đó, cúc màu, cúc tím. Mua bông, các bạn muốn mua bông mua gì thì cứ ra đây thấy nhà vườn thì các bạn cứ vô hỏi thôi, chứ không có địa chỉ gì đâu nha. Giờ đó xe lên nó lái lên nó chở này các bạn thấy không, mai là thọ nè, hết lên vậy đó chở đi. Bạn thấy không, toàn là đa số là cái em thấy không à, bông qua là giờ không có nhiều. Chạy đoạn nữa ra tới trước là tới ngay cái cổng chào vô xã Phú Sơn đó các bạn. Nhớ nha, các bạn có ra mua hoa mua đồ thì cứ thấy nhà người ta thì các bạn vừa là cái vườn nào lớn lớn các bạn cứ vô hỏi thôi. Khoảng ta bán nhắm mình được giá thì mình mua, còn không được thì mình đi chỗ khác. Chứ hỏi địa chỉ thì ở đây là cái xã Phú Sơn, các bạn cứ vô xã Phú Sơn thôi. Còn địa chỉ nhà vườn từng nhà thì mỗi năm có người trồng người không các bạn. Có khi năm nay trồng năm sau ta không trồng, cho nên bà hỏi địa chỉ số điện thoại cũng như không thôi. Ha, đây có cái vườn vừa hơi lớn nè. Họ nhưng mà so với mọi năm thì không có là cái gì hết trơn. Mọi năm là ta trồng ở nhiều chỗ, ta trồng gấp mấy lần vậy cả nhà. Đồng kinh lắm. Con thọ này thơm ghê ha. Đó là tới phía trước các bạn. Đó trước là tới cái cổng chào xã Phú Sơn rồi đó. Từ đó cái mình rẽ trái, cái mình chạy thẳng chút xíu nó ra là cầu Cái Mơn lớn luôn. Ở đây có mỗi lần mấy năm ha, mấy năm mình đi vô trong đây là mấy cái nhỏ nhỏ, mấy bông mà nhỏ nhỏ, bông cái dạng bông để bàn các bạn, xíu như nè, nhỏ nhỏ như gọi là cái gì giờ không biết kêu bằng gì, bông nhỏ nhỏ mười mấy hai chục ngàn chậu á, nhiều lắm. Thì đương nhiên là bây giờ vô mấy cái chỗ này giờ không thấy nữa, mà toàn là chuyển qua cây trồng hết trơn luôn rồi. Mỗi năm Tết ở đây là chỗ này là bạn không có không á, bông nhỏ 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 bông chân á, này để trái mình đi ra ngay cầu Cảm Ơn các bạn. Đây là cái ngã ba luôn á, mới vừa đi ra khỏi cái cổng chào, vừa ra khỏi ngay cổng chào xã Phú Sơn á, vừa ra khỏi giọng đó ra cổng đó rồi, còn bây giờ là ra cầu Cảm Ơn. Ngoài này trồng thọ cũng tương đối chút thôi, nhưng mà tập kết nhiều hơn á chứ. Cái này là ta vô bọc hết rồi, chờ xe tới chở thôi các bạn. Đó, mấy cái này cũng vô bọc chờ xe hết rồi.
Đây mình chạy thẳng hoài luôn, là ra ngay chợ, kêu cái chợ gì không biết, là lát ra mình coi tên chợ luôn các bạn, chứ cũng không nhớ tên chợ nữa. Đây có anh ta Cúc, Thọ với Mai nè, đi để bàn trái đó các bạn, vô mấy cái đường nhỏ nhỏ vậy nè, đó cái đường nhỏ nhỏ bên phải vậy đó, đi vô trong đó người ta đông, nhiều lắm đông nha các bạn, nhiều cực kỳ luôn á. Keo đó bạn, mấy chỗ này gọi là bán bông keo nhiều mà nay cũng ít nè. Ở đây là mấy cái chỗ này là người ta là vựa nghe các bạn, vựa chứ không phải là nhà vườn nha. Các bạn lưu ý nha. Đây là vựa. Trái này vậy. Ớt rồi với ba cái thược dược rồi nhỏ nhỏ đó các bạn, nhiều ghê không? Các bạn có mua chơi, mua một hai chậu về trồng á, thì các bạn ra vựa này, chứ còn nếu mà lái mà đi mua bông về bán thì các bạn phải vô nhà vườn nghe. Khu ngoài này thì đa số là vựa thôi, mà vựa là người ta lấy lại từ nhà vườn ra ta bán á, cho nên giá nó cũng cao hơn là cái mình vô trực tiếp nhà vườn mình lấy. Hôm nay chúng ta thành cái bãi đậu xe đây, đó là cái bãi nằm ngoài đường, cái bãi bến. Hôm nay giờ hết rồi, cây trồng không. Vàng rồi, như đây dưới hướng dương rồi, bông hồng. Nhưng mấy cái này chỗ này là vựa không nha các bạn nha. Các bạn coi nó là vựa không á. Vô đây các bạn mua là giá nó cao lắm chứ không có rẻ đâu nha. Con chậu quá chừng nè. Lề đường. Xưa mà ra đây là cứ ngày mấy ngày Tết là hai bên lề đường này là những cái bông mà để đầy nhóc đường luôn các bạn. Chứ không phải như bây giờ vậy đâu, chưa lứt hết đâu. Hai bên đường hầu như là bông với hoa không. Giờ là ra đây le ngoe không có bao nhiêu hết. Đây họ này là chuẩn bị lên nè các bạn. Đó trồng bông vậy là chiều nay đi rồi đó các bạn. Chiều nay là lên xe rồi đó. Nè bên đây là cũng đang trồng bông nè các bạn. Đây cái đám họ này cũng đang trồng. Đó giờ ta trồng bông là chuẩn bị ta lên đường ta đi đó. Vô mà ở đây cũng có luôn. Đây là cái chợ gì nè, không biết cái chợ này mình chạy ra mình rẽ chút xíu là ra cái cầu Cảm Ơn đó các bạn. Thường mình rẽ trái là mình về trên mấy khu vực Vĩnh Thành, cầu Cảm Ơn lớn. Đi chợ được thôi. Đường đang vào. Coi tên chợ không biết kêu mình có chợ gì nữa. Bao nhiêu năm mà năm nào cũng đi ngoài này chứ không biết đây kêu bằng gì luôn. Không thấy cái tên chợ các bạn ơi, giờ không biết kêu bằng cái chợ gì nữa, chợ Trầm Hổm quá. Ở đây thì các bạn rẽ phải thì các bạn đi về Sa Đéc với Vĩnh Long nữa các bạn. Rẽ trái đi người kia bánh kem. Rẽ trái mình về ngay cầu Cảm Ơn lớn này nha, tập trung. Đó, ngày hôm nay thì các bạn coi tự coi đi chứ mình không có biết ở đây là đâu đâu, nó thì có biết kêu ấp Bình Tây à, ở đây là ấp Bình Tây Vĩnh Thạnh huyện Chợ Lách Bến Tre, nhưng cái chợ tên gì thì không biết. Đó tự ngoài đường đó, thì do này mình chạy ra, bây giờ mình quay cho tới cầu Cảm Ơn lớn luôn để có một cái điểm nhắn cho các bạn biết từ đâu mà các bạn đi vô được trong cái xã Phú Sơn nha. Thì chắc vô cái xã Phú Sơn chỗ bông giấy đó có tới mấy đường vô lần các bạn, nhưng mà mình đi cái đường ngoài này nó
nó rõ, nó chuẩn hơn, nó dễ tìm hơn cho các bạn dễ phân biệt đoạn đường thôi nha. Chứ bình thường mình đi là mình đi đường tắt nhỏ trong kia đi nữa. Đường này giờ đang làm nên bụi bặm ghê. Đây nè các bạn, đây là cầu Cảm Ơn nè các bạn. Nè, tới cái cầu này các bạn phân biệt cái cầu này ha. Chạy chút xíu nữa qua cầu Cảm Ơn lớn rồi cầu Cảm Ơn nhỏ xong rồi tới cầu Cây Gia rồi đó các bạn. À, các bạn đi tới cầu Cảm Ơn này thì các bạn cứ quẹo ngược lại. Mình đang chạy hướng ngược đi về Sài Gòn, cho nên mình chạy hướng ngược lại. Còn nếu từ Sài Gòn lên thì cứ trái đi ngược lại nè, để cầu Cảm Ơn lớn các bạn coi các bạn thấy không. Nhớ cái bạn đó thì các bạn từ cầu Cảm Ơn lớn các bạn chạy tới cái chợ Chùm Hổm đó các bạn rẽ phải ha. Nếu từ Sài Gòn lên nè, tới chợ Chùm Hổm nãy mình rẽ phải, rẽ phải xong rồi cái chạy vô một đoạn tới ngã ba cái rẽ phải lần nữa là đi về xã Phú Sơn rồi. Hay là về đó vô nó có làm bông giấy á, mình gọi là con đường bông giấy đúng hơn, là trong đó bông giấy nhiều lắm. Đang có cái nhà thờ mà cô biết nhà thờ lớn lớn lắm các bạn. Rồi clip này mình kết thúc đây nha các bạn nha. Chia sẻ với các bạn, hy vọng các bạn biết được cái đường đi chính xác nha. Khỏi hỏi mình giống như mọi năm nữa, có nhiều ông hỏi xong đã mình hỏi mình không biết chỗ không cái này nọ nói cái nói này nói kia nói mình xạo. Thực chất là không biết, là nó không biết thiệt. Chứ xạo làm gì, giấu chỗ làm gì các bạn. Vô đó hàng ngàn người bán, ai muốn mua gì mua, chứ mình xạo mình giấu để làm gì. À, chạy chút xíu nữa tới trước mình có cái cầu Cảm Ơn nhỏ đó các bạn. Thôi mình tạm dừng clip đây nha. Nếu các bạn thấy video hữu ích cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ và nhớ chia sẻ video này giúp mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.